Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, trong tam cương ngũ thường của Đức Khổng Tử, quân sư phụ, nhân lễ nghĩa chí tín, thì chữ hiếu vẫn đặt lên hàng đầu. Trong tứ đức đối với người phụ nữ công dung ngôn hạnh, chữ hiếu vẫn là đứng hàng đầu. Quan trọng đến nỗi chúng ta thấy ai giữ đức hiếu thảo với cha mẹ được coi là bậc tu trì hàng đầu. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đối với văn hóa Á Đông nói chung và đối với văn hóa Việt Nam nói riêng, rõ ràng chữ hiếu nghĩa đối với cha mẹ vẫn là nền tảng ưu tiên và được dạy ngay từ lúc còn thở còn thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đến nỗi ai vi phạm đức hiếu thảo trở thành người bất hiếu và bị coi là đại nghịch bất đạo. Trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã luôn nói rằng người văn hóa Á Đông luôn trân trọng những giá trị như tôn trọng sự sống, như lòng từ bi nhân hậu, như gần gũi với thiên nhiên và như hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đang mừng lễ ngày Chủ Nhật Ba Thường Niên, được lòng trong bối cảnh đặc biệt ngày mùng 2 Tết mà phụng vụ giáo hội Việt Nam đã chọn ngày này để kính nhớ ông bà tổ tiên chúng ta. Rồi để cho một lần nữa nhắc nhớ cái chữ hiếu quan trọng, không chỉ là một con người nhưng còn là một Kitô hữu. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay còn nhấn mạnh hơn để nói lên giáo lý Kinh Thánh luôn nhấn mạnh chữ hiếu. Trong 10 điều răn Đức Chúa Trời, 3 điều răn đầu để tương quan với Thiên Chúa: tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, tôn kính danh Ngài, tuân giữ luật ngày Sa-bát, còn gọi là ngày Chúa Nhật, thì điều răn đứng hàng đầu trong việc tương quan với con người đó là điều răn thứ tư: phải thảo hiếu với cha mẹ. Vì sao vậy? Xin thưa, bởi vì người cha người mẹ là cộng tác với Thiên Chúa để sáng tạo công trình con người. Khi người cha người mẹ kết hợp với nhau, nên một với nhau, thì sinh ra một con người. Và con người là một huyền nhiệm, là hình ảnh của chính Thiên Chúa. Cho nên rõ ràng là một con người được sinh ra có cha có mẹ, thì chính cha mẹ cộng tác với Thiên Chúa để sáng tạo một con người. Và đó chính là thánh ý Thiên Chúa khi sách Sáng Thế diễn tả: hãy sinh sôi nảy nở trên khắp mặt đất.
Đồng thời chúng ta thấy cha mẹ là người thay quyền Thiên Chúa để giáo dục con người trở thành con của Chúa và trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài ra, chúng ta thấy người cha người mẹ chính là những người gương mẫu cho tất cả con cái và thế hệ mai sau về mẫu gương trung thành tuân giữ giao ước và luật của Chúa. Như trong bài đọc 1, chúng ta thấy sách Huấn Ca đã diễn tả: dòng dõi của các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài chẳng phai mờ. Vì sao? Thưa là bởi vì dòng dõi các ngài đã giữ những điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành tuân giữ giao ước của Chúa, bởi vì các ngài đã luôn kính sợ Đức Chúa, sợ làm buồn lòng Chúa. Và vì thế, như Thánh Vịnh đã nói rằng, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, và người đầu bạc là người khôn ngoan, bởi vì họ đã kinh nghiệm trải qua cuộc đời, trải qua cái cuộc sống đức tin và luôn đặt Chúa lên hàng đầu. Cho nên rõ ràng sách Huấn Ca một lần nữa xác định rõ lý do tại sao chúng ta phải tôn kính cha mẹ. Và rồi chúng ta thấy Thiên Chúa đã đặt thành một giới luật gọi là điều răn thứ tư và điều răn đầu trong tương quan với con người: ngươi phải thờ cha kính mẹ để rồi được sống lâu trên đất của Đức Chúa, là đất mà dành cho các ngươi. Vậy thì khi chúng ta tôn kính cha mẹ, chúng ta được lợi ích gì? Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay xác định rõ: hãy thờ cha kính mẹ, và người nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử. Và như vậy thì khi chúng ta tôn kính cha mẹ là chúng ta tuân giữ luật của Chúa. Và một khi tuân giữ luật của Chúa thì chúng ta được phúc, chúng ta được ơn, chúng ta được phúc lộc tràn đầy. Như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Ê-phê-sô xác định rõ: hãy tôn kính cha mẹ, điều răn thứ nhất kèm theo một lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Ngoài ra sách Huấn Ca còn nêu lên: ai tôn kính cha sẽ được trường thọ, ai yêu đến mẹ sẽ bù đắp lỗi lầm. Và chúng ta tôn kính cha mẹ không chỉ là chúng ta tôn kính lúc cha mẹ còn sống, nhưng khi cha mẹ đã khuất núi, chúng ta vẫn tưởng nhớ các ngài để cầu nguyện cho các ngài, đặc biệt những nhân dịp lễ dỗ, những ngày đầu năm và trong tháng 11. Và rồi, khi chúng ta tôn kính cha mẹ như vậy, thì rõ ràng khi chúng ta trở thành một gương mẫu cho chính con cái chúng ta, nói một cách khác, chúng ta gieo cái nào, chúng ta sẽ gặt cái đó. Khi tôn kính cha mẹ thì con cái sẽ tôn kính chúng ta. Và rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đưa cái tương quan với con người đứng đầu trở thành điều răn. Cho nên thờ cha kính mẹ là để mang lại hoa trái thiêng liêng trong đời sống đức tin của chúng ta. Thế nhưng kính thưa anh chị em, ngày hôm nay xã hội Việt Nam chúng ta đang đối diện với khó khăn thử thách trong việc thờ cha kính mẹ, giữ đạo hiếu trong đời sống con người. Hoặc nói một cách khác, xã hội Việt Nam chúng ta, cái chữ hiếu đã bị xói mòn trong tương quan với cha mẹ. Nhiều cảnh con cái đã nguyền rủa cha mẹ, con cái đã tỏ ra bất hiếu, con cái đã khinh dễ cha mẹ. Trong khi sách Huấn Ca đã nói rằng: con ơi, hãy săn sóc cha con khi cha con đến tuổi già. Khi cha con lú lẫn, con đừng khinh dễ, đừng ỷ mình sức trẻ mà lại khinh thường cha con. Cho nên việc tôn kính cha mẹ không chỉ những lúc hòa thuận ấm êm, không chỉ lúc cha mẹ quan tâm yêu thương săn sóc chúng ta, mà chúng ta còn giữ đức hiếu thảo khi cha mẹ làm chúng ta gây phiền, thậm chí đánh đập hoặc là không quan tâm đến chúng ta.
Bởi vì chính người cha người mẹ đó sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa trong việc giáo dục con cái, trong việc thi hành bổn phận thay quyền Chúa. Như bài đọc 2 Thánh Phaolô nói: những bậc làm cha làm mẹ đừng làm cho con cái tức giận, hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Thì đôi lúc cha mẹ đã không để ý đến chuyện này, rồi sinh ra cha mẹ làm gương mù gương xấu cho con cái. Nhưng chúng ta là những con cái thì hãy luôn luôn giữ đức hiếu thảo, dù xảy ra bất cứ trường hợp nào cha mẹ đối xử với chúng ta. Và vì thế, nguyên nhân vì đâu mà chữ hiếu ngày nay đã không còn được đặt lên hàng đầu? Thưa, theo phân tích của nhà tâm lý học và các nhà thần học về giáo lý cho rằng có ba nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân xuất phát từ môi trường giáo dục học đường ngoài xã hội. Bởi vì giáo dục ngày hôm nay đã có thể những cái môn giáo dục công nhân, nhưng việc đặt cái chữ hiếu đã không còn được coi trọng. Rồi sinh ra việc bạn bè đã đối xử nhân bản với nhau, tình nhân bạn đó không còn đặt hàng đầu, đã sinh ra đối xử thái độ không được tốt, từ đó đã khinh thường cha mẹ, ngông cuồng, rồi sinh ra ương ngạnh. Môi trường thứ hai chính có thể là môi trường trong giáo dục gia đình. Bởi vì để cho con mình có hiếu, để cho con mình trở thành người, trở thành con của Chúa, thì người cha, người mẹ phải nêu gương sáng cho chính đứa con của mình. Làm sao có thể gương sáng đức hiếu thảo khi chính cha mẹ cũng đã từng bất hiếu với ông bà, đã từng đối xử tàn nhẫn với chính người ông, người bà, người cha, người mẹ đã sinh ra. Có một câu chuyện kể rằng hai vợ chồng cũng đã chăm sóc cha mẹ của mình khi về già. Nhưng khi về già, người cha đã lú lẫn và bệnh Parkinson, tức là bệnh mất trí nhớ, run tay. Và năm lần bảy lượt khi người con đó đưa cho cha ăn cầm những cái tô cơm, người cha đã bị rớt và bể ra. Hai vợ chồng mới bàn tính với nhau: thôi thì chúng ta đừng cho cha chúng ta bưng những cái tô sành nữa, chúng ta hãy đưa cho cha chúng ta cái tô đó làm bằng muỗng dừa, tức là bằng những trái dừa khô chặt ra làm thành cái tô, thì lỡ cha chúng ta có làm rớt cũng không sao. Và rồi họ đã làm điều đó đối với cha của mình. Một lần nọ khi về nhà, người cha người mẹ thấy con của mình đang cầm cái tô bằng cái muỗng dừa đó làm bằng miếng dừa, thì người cha nói: tại sao con lấy của ông nội? Thì đứa con mới trả lời: con muốn giữ cái tô này để sau này cha mẹ có già đi thì con sẽ nuôi cha mẹ bằng chính cái tô này. Kính thưa anh chị em, nên nhớ rằng khi chúng ta xử với cha mẹ chúng ta thế nào thì con cái sẽ xử chúng ta như vậy. Bắn một viên đạn vào quá khứ, tương lai sẽ bắn chúng ta bằng một viên đại bác. Và vì thế gieo cái nào sẽ gặt cái đó. Hãy nên nhớ điều đó mà ứng xử sao cho phải đạo đối với cha mẹ chúng ta. Và môi trường giáo dục đó phải đặt trong gia đình, bởi vì người con người cái luôn luôn sống trọn vẹn thời gian cho gia đình. Và vì thế để con cái mình sống trung thực, cha mẹ phải sống trung thực, đừng gian dối. Để con cái mình trở thành hiếu nghĩa thì cha mẹ cũng phải giữ đức hiếu thảo với ông bà. Con cái mình biết tôn kính mọi sự, biết kính sợ Chúa, thì cha mẹ cũng phải biết kính sợ Chúa. Làm sao có thể đạt điều đó nếu như trong một gia đình cha mẹ đã quên đi cái sự cầu nguyện, quên đi đặt Chúa lên hàng đầu, không quan tâm đến giáo dục con cái, làm gương mù gương xấu, thì làm sao có thể những người con giữ đức hiếu thảo? Môi trường thứ ba đó là do chính bản thân. Môi trường giáo dục học đường, môi trường gia đình có thể nghịch cảnh, như Thánh Martino đã sống trong cảnh bất hạnh,
người cha đã bỏ, người mẹ lại sống trong một môi trường gọi là ổ chuột, nhiều ra chương xấu chính trong sàng sớm của Ngài. Nhưng Thánh Martino vẫn giữ lòng hiếu thảo, trung tín với Chúa. Và vì thế cái nguyên nhân do chính bản thân của mỗi người chúng ta, chúng ta có giữ lòng tôn kính Chúa trên hết mọi sự, thì chắc chắn chúng ta sẽ tôn kính cha mẹ chúng ta. Chúng ta luôn giữ cái đức, giữ cái tâm, giữ cái niềm tin, giữ cái tình, thì làm sao có thể bất cứ sự dữ nào, bất cứ áp lực nào trong cuộc sống sẽ không hề phá vỡ cái lòng tin đó. Vì thế, kính thưa anh chị em, xin cho tất cả chúng ta trong ngày đầu năm này, nếu có được ai còn cha, còn mẹ, thì đây là cơ hội chúng ta hãy tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ chúng ta. Đừng để khi cha mẹ khuất núi qua đời thì chúng ta mới tỏ lòng thảo hiếu, đã muộn rồi. Dù cha mẹ chúng ta có như thế nào, dù cha mẹ chúng ta có đối xử chúng ta ra sao, nhưng trên hết, vì lòng yêu mến Thiên Chúa, vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã sống 33 năm để phục vụ cha mẹ, làm gương sáng cho tất cả con cái, thì chúng ta cũng biết giữ lòng đức hiếu thảo đó để tôn kính, yêu mến và cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta. Khiếu được, hãy tỏ lòng thảo hiếu, chăm sóc một chút cơm, chăm sóc một chút nước, quan tâm, yêu thương với tấm lòng của người con. Bởi vì chính khi đó, người cha, người mẹ không phải muốn chúng ta nên một địa vị cao sang trong xã hội, nhưng chỉ mong muốn chúng ta nên một con người, nên con Chúa. Vì thế, nếu ai còn cha, còn mẹ, xin hãy tận dụng những thời gian này để biểu lộ lòng hiếu thảo với cha mẹ chúng ta và cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta thật nhiều. Đừng khinh dễ các ngài là những người lạc hậu, nhưng hãy nhớ các ngài là những người giữ lòng trung tín cho đến cùng, vì các ngài đã giữ giao ước với Chúa. Phần thưởng các ngài, danh thơm các ngài sẽ truyền tụng qua thế hệ. Khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta cũng sẽ như các ngài, được hứa vào trong đất hứa làm gia nghiệp là nơi chính Chúa. Xin tình yêu Chúa Giêsu Kitô mẫu gương cho những người con hiếu thảo luôn ở trong chúng ta, để chúng ta giữ đức chữ hiếu, vì chữ hiếu là luật của Chúa và chữ hiếu đứng hàng đầu trong con người. Amen.